Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất, kênh thông tin tổng hợp những tin tức mới nhất, chính xác nhất và nhanh nhất về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế và xã hội diễn ra ở trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, trận lốc xoáy kinh hoàng kéo dài 25 phút khiến ít nhất 170 người thiệt mạng và 3.800 người bị thương xảy ra hôm qua tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 phút. Đoàn phim ghi lại trận lốc xoáy kinh hoàng ở thành phố Phật Sơn cho thấy không chỉ rác bị cuốn văng lên không trung mà cả những chiếc ô tô cũng bị chao đảo lật úp. Cây cối và đường dây điện bị đốn hạ, đường xá không khác gì là chuồng lợn. Lốc xoáy được hình thành ở thị trấn Sin và di chuyển về phía nam trong vòng 25 phút, tàn phá tới gần 50.000 ngôi nhà. Trong lộ trình di chuyển của nó, khoảng 19.900 cư dân bị ảnh hưởng trong trận lốc xoáy này. Theo truyền thông địa phương, tại những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, nguồn điện và nước đã bị ảnh hưởng ngay sau thiên tai. Chính quyền địa phương đã phát phản ứng khẩn cấp cấp độ 2. Ít nhất 3.100 người đã được giải cứu từ trong các tòa nhà bị hư hại. Chính quyền hiện vẫn đang đánh giá thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra và nhiệm vụ giải cứu vẫn được tiếp tục. Các tín hiệu cảnh báo sớm về dông sét và mưa đá đã được thông báo cho người dân Phật Sơn qua WeChat và Weibo trước khi cơn lốc xoáy diễn ra vào 13 giờ cùng ngày. Tại khu nghỉ dưỡng ở Phật Sơn, Trung Quốc tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng. Theo quan sát, lốc xoáy cực mạnh đã quét qua phía bắc Trung Quốc hồi cuối tuần qua, khiến khu nghỉ dưỡng tan nát. Trước đó cho thấy có 233 người bị thương. Theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, trận lốc xoáy xảy ra tại một khu vực nghỉ dưỡng tên là Lê Minh Resort ở thành phố Phật Sơn vào khoảng 13 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Đoạn video quay lại tại hiện trường cho thấy những đám mây đen bao phủ trời trong khi gió mạnh càn quét khu vực nghỉ dưỡng. Ban đầu cơn lốc xoáy khá nhỏ nhưng 10 giây sau đã đột ngột thay đổi, khiến bụi mù khắp nơi và bầu trời đen đặc còn hơn màn đêm. Chúng tôi phải chạy trốn vào bụi cây và đều sợ hãi, chắc do áp suất không khí thay đổi khiến ai cũng cảm thấy bị đau tay, nhân viên resort cho hay. Một số du khách cũng ghi lại được những video cho thấy các căn lều rớt bên trong resort bị gió quạt mạnh đến mức khiến cửa sổ vỡ tan và nội thất hư hại nặng nề. Theo số liệu phân tích ban đầu của các quan chức địa phương, sự cố này đã khiến hơn 1.400 căn lều bị lật đổ hoặc hư hỏng dù có kết cấu chắc chắn, 2.330 người bị thương, trong đó 32 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện giới chức tại đây đã kích hoạt một loạt phản ứng khẩn cấp để giải quyết hậu quả thiên tai. Được biết, lốc xoáy là cột không khí hẹp với bề ngang hẹp, thường vươn cao tới hàng trăm mét, gây thiệt hại tập trung và nghiêm trọng. Khi phát triển những đám mây hình phễu kéo dài tới khi chạm tới mặt đất, lốc xoáy có thể đạt tốc độ gió lên tới 483 km/h. Khi chạm đất, chúng có thể phá hủy cây cối và các tòa nhà, làm bay cả những vật nặng như ô tô. Từ năm 2004, thế giới ghi nhận nhiều trận lốc xoáy nhất với tổng cộng 1.820 trận. Trước đó, theo Daily News, ít nhất 43 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng và hàng chục người khác nghe bị chôn sống sau khi một vụ lở đất bị mưa xảy ra tại thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên. Kính thưa quý khán giả, những thảm họa thiên tai tại Trung Quốc gần đây khi không chỉ riêng người còn sống phải gánh chịu hậu quả nặng nề mà ngay cả hàng ngàn người xem đã xanh mồ, tưởng chừng đã yên giấc ngủ, ngàn thu cũng phải hứng chịu những thiên tai thảm khốc. Khi vào 16 giờ 45 phút chiều qua tại Lộc Giang thuộc tỉnh miền núi Vân Nam, thảm họa lở đá kinh hoàng đã kéo theo hơn 1.500 quan tài xuống một con sông gần đó. Kinh hồn nhất là những quan tài được chôn lâu năm bị mục giữa rớt xuống vực vỡ vụn. Nhiều thi thể đã phân hủy lộ ra khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Những bức ảnh chụp lại hiện trường cho thấy phần lớn vách đá bị sạt lở và rất nhiều quan tài và thi thể nằm ngổn ngang và chen lấn đất đá ở bên dưới độ sâu gần 50 mét. Vụ việc làm cho các cư dân mạng một phen hoảng hốt vì thảm họa hy hữu này. Các quan chức trong vùng gọi đây là thảm họa không thể lường trước. Trong số hàng ngàn những quan tài bị rơi xuống sông,
Điều khó khăn nhất chính là nhận dạng những thi thể khi đã hóa thành những bộ xương khô và sắp xếp chúng lại. Được biết thảm họa đã phá hủy hoàn toàn khu nghĩa trang được xây dựng cách đây hơn 100 năm trước và nằm dọc theo vách đá của một ngọn núi tại đây. Trên truyền hình nhà nước CCTV sáng nay cũng chiếu cảnh một mạn đồi lớn, nhiều cây cối bị lở ra, trượt xuống diện tích hoa màu và các căn nhà của nông dân. Các đội cứu hộ phải dùng xẻng xúc đất để tìm kiếm các nạn nhân trong đống bùn. Tân Hoa xã cho biết khoảng 2.000 người được huy động để khơi lại dòng chảy cho con sông. Sau khi hàng tấn lớp đất đá to như con trâu mộng, hàng ngàn cỗ quan tài chắn ngang con sông. Vụ đất lở đã dựng lên một đập chắn tại dòng sông bên cạnh, tạo thành một hồ nước khiến cho 12.000 người dân sống ở hạ lưu phải đi sơ tán. Hiện vẫn chưa biết chính xác số người thương vong. Đến 8 giờ sáng nay, thì nước ở thượng nguồn tràn qua mặt hồ này ao xuống hạ lưu với tốc độ 200 mét khối trên giây, tăng nguy cơ vỡ bờ. Nỗ lực trục vớt các quan tài vẫn tiếp tục được triển khai, nhưng phụ thuộc vào tình trạng của thời tiết trong những ngày tới. Hai ngày trước khi vụ việc sạt lở khủng khiếp xảy ra, công tác bảo trì dọc theo vách đá đã phải dừng lại đột ngột vì các nhân viên phát hiện những vết nứt trên đá trong lúc thi công. Hiện một đội ngũ các nhà địa chất học đã dùng thiết bị bay không người lái đánh giá tình hình khu vực trước khi đưa ra dự báo liệu có xảy ra nguy cơ sạt lở kế tiếp hay không. Cũng theo giới chức địa phương đưa tin, mới đây một vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều qua đã khiến 10.000 mét khối đất đá đổ xuống sông Min, một nhánh sông phụ của Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử, tạo ra hồ chắn con sông này. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán đất. Các hộ gia đình sống tại khu vực này đề phòng nguy cơ vỡ đập gây vũ lụt. Mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông hồ vượt quá mức cảnh báo. Khu vực này vừa qua đã phải chịu đựng một trận động đất 6,6 độ Richter, làm cho 81 người chết. Những trận mưa lớn trong những ngày gần đây có thể đã góp phần làm cho đất bị lở, các ụ đất rời và lở bùn xảy ra thường xuyên tại thành phố Trung Quốc, nhất là trong mùa mưa. Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, khiến mực nước ở các con sông của Trung Quốc đã vượt quá mức cảnh báo. Những trận mưa lớn liên tục và vỡ đê đã khiến nhiều huyện cổ trấn ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy bị ngập lụt và biến thành một hòn đảo bị cô lập. Ít nhất 10.000 người dân địa phương bị bao vây trong lũ lụt và giải cứu vào 2 ngày vừa qua. Một số người dân nói với Epoch Times rằng mực nước vẫn đang tăng mà không có điện hoặc nước cho sinh hoạt tại địa phương. Theo tin của trang mạng tỉnh An Huy, lượng mưa ở một số khu vực của quận Vũ An, thành phố Lục An đạt 642mm, đã biến huyện cổ trấn trở thành một hòn đảo cô lập với hơn 10.000 người đang chờ được sơ tán. Cuộc giải cứu vẫn đang tiếp diễn. Tờ Caixin đưa tin rằng khoảng 2 giờ chiều các phóng viên cùng với đội cứu hộ tới huyện và thấy cổ trấn đã bị lũ lụt bao vây, không thể đi vào bằng đường bộ. Lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền vào huyện để giải cứu. Do trời tối và lực lượng cứu hộ không quen với địa hình nơi này, cùng với sự cố mất điện trên quy mô lớn, vì vậy số người sơ tán không nhiều. Đến sáng nay được biết có hơn 2.000 người đã được di dời. Bài báo dẫn lời một quan chức chính quyền địa phương nói rằng ít nhất 10.000 người dân đã bị mắc kẹt, trong khi một chiếc xuồng cao su có thể giải cứu được hơn 5 người một lúc. Tối nay chắc chắn sẽ không thể giải cứu được tất cả mọi người. Người này cũng cho biết khoảng 2 giờ chiều, bờ đê rìa của huyện cổ trấn đã vỡ, khiến nước lũ tràn vào huyện. Ông nói rằng có 2 hồ chứa xả lũ ở thượng nguồn, khiến lưu lượng chảy của sông quá lớn khiến cây cầu bị vỡ. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền xả lũ mà không báo trước, khiến huyện cổ trấn, thành phố Lục An, tỉnh An Huy bị ngập và trở thành một hòn đảo bị cô lập. Ông U sống gần làng Lưu Đường, khu Lộc An, thành phố Lục An, tỉnh An Huy. Gia đình ông có 8 thành viên, 4 người già và 4 trẻ em bị mắc kẹt. Ông vội vã từ Thượng Hải trở về để giải cứu mọi người. Ông nói với Epoch Times rằng không có điện, không có nước uống. Mực nước đang dâng cao và bây giờ tôi không thể liên lạc được với người nhà bằng điện thoại. Hơn 10.000 người đang mắc kẹt chưa được ra ngoài được. Ông Wu cho biết gia đình của ông không nhận được thông báo di rời trước khi xả lũ và lúc 3 giờ chiều vẫn chưa thấy nước đến. Và lúc 4 giờ chiều nước bắt đầu dâng dần lên, mọi người không thể rời đi nên cũng không thể ra khỏi cửa. Đoạn video trực tiếp tại hiện trường cho thấy toàn bộ đường phố bị ngập và dòng nước chảy xiết. Nhiều người đứng trên tầng 2 để chờ giải cứu, người dân gánh chịu lũ lụt nghiêm trọng. Các nhà lãnh đạo đất nước đều mất tích. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc hứng lượng mưa kỷ lục khiến đường phố ngập trong nước lũ, nhà cửa, ô tô bị cuốn trôi. Theo Reuters đưa tin, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá bởi các cơn bão nghiêm trọng gây ra lũ lụt ở các thành phố lớn và lở đất ở các vùng nông thôn.
Đường phố biến thành sông trong khi ô tô và nhà bị cuốn trôi ở ít nhất hai quận tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực lên mức kỷ lục. Tại khu vực Quảng Tây lân cận, 6 dân làng đã thiệt mạng khi một ngôi nhà xây bằng gỗ bị sập trong những trận mưa xối xả. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các vụ lở đất và sập đường khác cũng đã được ghi nhận. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Thông thường miền Nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn hàng năm do luồng không khí nóng ẩm ở miền Nam gặp khối không khí lạnh hơn từ miền Bắc thổi xuống. Tuy nhiên, trong năm nay, các trận bão sớm và mùa hè đã gia tăng cường độ và kéo dài bất thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961, theo Cục Thời tiết địa phương. Trong lịch sử, Trung Quốc là quốc gia thường xuyên xảy ra lũ lụt vào mùa hè, nhưng trong thời gian gần đây, nước này trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân. Vào tháng 7 năm ngoái, hàng trăm người đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, trong đó một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình kênh Tin Mới Nhất cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.